Trong báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ đáng chú ý của các ngân hàng đã tăng lên đáng kể, trong khi những quý trước liên tục giảm. Dù chưa hình thành nợ xấu nhưng những khoản nợ này đang tiềm ẩn nguy cơ khiến nợ xấu tăng trở lại. Gần 350.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước. Động thái này tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng cũng đồng nghĩa là có nhiều khoản nợ khó đòi chưa được ghi nhận chính xác. Trên cái tổng số cơ cấu nợ hiện nay, theo chúng tôi biết được khoảng độ trên 350.000 tỷ, thì cũng khoảng hàng trăm nghìn tỷ sẽ là số phát sinh. Như vậy đây cũng là một áp lực rất lớn đối với các tổ chức tín dụng. Có thể là 1/3 của nó có tiềm ẩn trở thành nợ xấu. Và như vậy thì tổ chức tín dụng rõ ràng là cần phải lưu tâm đến cái chỗ phần 3 này. Và đương nhiên là đã và đang phải trích lập dự phòng rủi ro. Nhìn thấy nguy cơ này, các ngân hàng cũng chủ động đưa ra nhiều biện pháp. Dù không chuyển nhóm nợ, nhưng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các nhà băng cho vay 10 đồng thì sẽ phải trích lập dự phòng cả 10 đồng, nhưng chia thành 3 năm. Giả dụ những khoản đó về sau nó chuyển thành nợ xấu thật, thì các ngân hàng đã có trích lập rồi và nó không bị gọi là ảnh hưởng về tài chính vào đến cái năm cuối cùng là năm 2023. Thế và như vậy thì các ngân hàng thì cũng sẽ có được những cái nguồn dự phòng tài chính để chuẩn bị cho nếu như có trường hợp xảy ra nợ xấu. Còn với các khoản cho vay mới, ngân hàng chọn cách sàng lọc ngay từ đầu, ưu tiên nhóm ngành có khả năng phục hồi để tránh nguy cơ nợ xấu bùng phát về sau. Về định hướng là đúng mà vào những cái doanh nghiệp sản xuất và có dòng tiền. Thứ hai là trong cái công tác quản trị và điều hành thì mình phải quản trị, mình phải kiểm soát được cái dòng tiền đấy, đấy trở về ngân hàng. Thì như vậy thì mới kiểm soát được cái tỷ lệ nợ xấu. Cùng với việc yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thẳng thắn điểm mặt chỉ tên, cảnh báo các ngân hàng khi có dấu hiệu tín dụng đổ vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán,